Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Em chào anh. Rồi em Minh chào, anh Tấn chào chú anh chị ha. Thì hôm nay em lại lên giao lưu với chú anh chị một cái lô hàng mà siêu thú của anh chị. Hàng mai vàng ha, mai vàng bộ đế thú. Đó, rất là đẹp vậy ha. Bắt đầu em sẽ vào cái số 1 của anh chị mình đây, để không để cho chú anh chị chờ đợi lâu ha. Tại cảnh đẹp quá ha. Tại cảnh đẹp mà hôm nay em có cái này là hàng mà siêu phẩm nhất của em trong clip hôm nay ha. Đó, cái này là kêu bằng con gì em không biết con gì ta. Đó, hai chân chồm. À, con này giống như con bá chủ rừng xanh quá. Chủ rừng xanh là sư tử ha. À. Chân bự mà lực nha chú anh chị. Rất đẹp bạn ha. Nói nhiêu vậy anh? Cái này hoành 25 hoành của chú anh chị. 25 hoành luôn. 25 hoành ha, em giao lưu giá là 1.4 triệu của chú anh chị. 25 hoành. Mình thủ đàng hoàng. Lấy hình luôn. Lấy gì anh? Hình luôn đi. Mã số 1, em giao lưu với chú anh chị giá là 1.400.000 ha. Em bao ship của chú anh chị mọi miền Tổ quốc của chú anh chị. Rồi xuống cây. Xuống cây luôn. Để đẹp tàn đẹp luôn. Giá vậy là cũng yêu thương rồi. Rồi, tiếp tục là mã số 2 của chị. Cũng là em thú rõ nét luôn ha. Cái cây này mã số 2 này thì mình không có tính chiều cao cho mình này. 15 hoành. Chủ yếu là dưới đây. Chủ yếu là đế ha. Đó. 15 hoành đó chú anh chị. Giá 400. Bao ship mọi miền Tổ quốc luôn ha. Rồi, xuống cây luôn, 400.000. Rồi tiếp tục là mã số 3. Số 3 này hoành 17 của chú anh chị. Đó, này cũng chân cẳng là rõ nét thôi chú anh chị mình đây. Chân là ok hết ha, tay cành cũng ok luôn. 17 hoành, giá 400 của chú anh chị. Chân cẳng đầy đủ ha. Chân cẳng đầy đủ luôn. Giá 400 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 3 rồi, giờ tới số 4. Số 4 của em đây, chân cẳng đầy đủ luôn. Quá đẹp luôn ha. Cái này quá đẹp luôn, hoành 19 của chú anh chị, giá 600. À, cho em dòng hay dòng nữa đi, giá 600 là cái gì, giá có ghi sẵn trong cái bầu đó ha. Đó, cây đẹp chú anh chị, đế là rất đẹp ha. Chân cẳng em nói là đầy đủ luôn. Rồi, xuống cây luôn, 600.000, mã số 4. Rồi, tiếp tục mã số 5. Số 5 đây. Cây này cũng mà dặn, em này chuẩn bị hai bỏ giò qua đang nằm xuống anh chị. Phải mình dài quá, phải thủ thế, thủ bộ dữ dằn ha. Đây. Cái này là hoành 20 của chú anh chị. 20 hoành ha, giá 700. Nằm qua đây ha. Chuẩn bị nằm xuống chứ ha anh chị mình ha. Đó, có đuôi luôn nha. Cái này cũng độc chiêu đó chú anh chị. Mình rất là dài ha. Rồi, 700. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 6. Đó, em này thì quá đẹp luôn nè. Lùng lực. Thế thì nói chung là chân của nó là nhìn cũng bắt mắt lắm nha chú anh chị. Hoành 15, giá 300 của chú anh chị. Đây. Một chân này có gì? Ha. Đây đây ha. Chân là ok á, có đuôi đàng hoàng ha. Giá 300. Rồi, xuống cây luôn, 300.000. Số 6 phải không? 6 rồi. Rồi, mã số 7 của chú anh chị. Rồi, số 7 đây. Số 7. Cái này hoành 18. Tại cành nó cũng tương đối của chú anh chị mình, về mình muốn cắt phôi thì mình cắt để nuôi tàng là mình nuôi ha. Mã số 7 hoành 18, giá 350 của chú anh chị. Chậm. Đó, chân cẳng đây. Giá 350.000 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn, số 8. Số 8. Số 8 này hoành 19 của chú anh chị. Cái này chi cành cũng khá đều ha, thân nó hơi lắc nhẹ nha chú anh chị. À, dịu gì chắc bọn trai này tán ngang đây ha. Hoành 19, giá 350 của chú anh chị. Rồi, để đây. Để nó nói chung là chân cẳng nó cũng ok lắm của chú anh chị. Uy máy lắm ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 9 của chú anh chị mình đây. Rồi, lên luôn. Mã số 9 em nó đây, phong tàng nó cũng tròn đều ha, hoành 18. Cái này thì chân cẳng lực bự. Mình thấy chân cẳng đẹp không? Đẹp chứ chị ha. Rồi, xe tiếp okay qua bên luôn. Kia luôn. Rồi, giá 500 chú anh chị. Rồi, mã số 9 hoành 18 giá 500. 500. Rồi, tiếp tục lên mã số 10 luôn nha quý vị. Mã số 10. Mã số 10 là 17 hoành của chúng mình ơi. Hoành 17. À, chân cẳng đàng hoàng ha, đầy đủ ha. Cái này chân cẳng là ok luôn chúng mình, dài luôn ha. Giá 600. Đó, 600.000 quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 11 của chú anh chị. Tại cành đều rang ha. Tại cành đều rang luôn, hoành 20 luôn.
Cái này bộ đế quá đẹp luôn. Đẹp quá nè. Ok luôn chứ chị. Chân cẳng là im ái luôn ha. Giá 750 chứ chị. Giá 750. 750 cái gì? Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số 12. Đây, em này là dữ ha. Quá dữ luôn quý vị ơi. Đây, thằng đế dưới cũng đặc quá. Cái này giá cao lắm quý vị, 22 hoành ha. Cái này là bộ đế khủng luôn á. Rồi, nói chung hôm nay hai cái này là VIP, tuyệt VIP luôn. Rồi, xe xe luôn. Nó con này giống như con này mình kêu con gì mà gì mà đuôi dưới đuôi quá đuôi ngựa mới đuôi dưới con này hả? Con này là con giống con gì ta, kỳ lân quá hả? Rồi, Zalo nhiêu đen? Rồi Zalo giá là 1.200.000 cho chú chị. Rồi, 1.200.000 ha. Cái này là đẹp lắm của chú chị mình ơi. Rồi, xuống cây luôn. Quá đẹp. Rồi 13 cặp luôn. 13 một cặp chứ mình ơi. Tại cạnh ok luôn ha. Cái này thì hoành 16 anh chị, một cặp này em Zalo giá 650. Nói chung là bộ chân của em nó đầy đủ hết đó chú chị. Có cái là em lựa cặp cho chú anh chị mình khỏi tìm kiếm thêm ha. Đó mình chốt cặp thì mình chốt một cái em được cặp luôn. 650. Rồi, xuống cây luôn. Cây. Em sẽ giờ mình sẽ xuống vô một chút. Rồi, xuống cây. Giờ vô trong ha. Đỡ chút coi. Rồi mã số 14 nha. Rồi 14 lên luôn. Rồi, cái này là cũng là hàng VIP luôn chị mình ơi. Đó, cái này là VIP nha các anh chị. Vừa tay cành mà vừa bộ đế nó đẹp luôn chứ anh chị. Nó rõ nét luôn chứ anh chị. Hai bên đều như nhau luôn ha nè. Đẹp luôn chứ anh chị. Quá đỉnh luôn ha. Quá đẹp luôn. Cái này là 20 hoành, em Zalo giá là 1 triệu chứ anh chị. Rồi, 20 hoành giá 1 triệu. Để tay cành đẹp hết ha. Rồi, qua cây mới luôn. Rồi, mã số 15. 15. 15 này của em á thì cái hoành nó 19 đó chú anh chị. Đó, cái này cũng rất đẹp đó chú anh chị. Tay cành cũng đặc quá ha. Rồi, để luôn. Chân cẳng đầy đủ. Mã số 15 hoành 19. Cái này em Zalo với cô chú anh chị giá là 700 đó chú anh chị. Rồi, 700 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 16. 6, tay cành đều luôn. Tay cành nó cũng tương đối hết đó cô chú anh chị. Đó, con này thì rõ nét lắm chú anh chị. Chân cẳng nó ngon lành luôn ha. Hôm nay xin chỉnh sửa qua này ha. 17 hoành. Đây, hai chân đây. Bên đây nè, chân bên đây nữa ha. Đó. 17 hoành, giá 500 chú anh chị. Rồi, 500 cái gì. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 17. Đó, em này cũng rõ nét luôn chú anh chị. Cái này đẹp nha. Cái này quá đỉnh luôn. Cái này thì hoành nó 16 của chú anh chị. 16 hoành hàng giá 600 của chú anh chị mình đây. Cái này là hàng siêu phẩm của chú anh chị. Hàng này là chân cẳng là rõ nét hết ha. Rồi, xuống cây luôn, 600.000. Rồi, tiếp tục mã số 18 của chú anh chị mình đây. 8. Đó, em này nè. Quá đỉnh không chú anh chị? Tay cành đều ha. Tay cành đều. Mà chân nó là 4 chân rõ nét luôn chú anh chị mình đây. Con này có chân này nó muốn bỏ qua đây, nó đang giỡn cái gì. Hoành 18 anh chị, mã số 18, hoành 18, giá 700 của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 19 chú anh chị mình đây. Số 19, cây này hoành 17. Tay cành này đều quá ha. Tay cành này đều, mà cái là cái bộ đế này em vô kẽm này em bẻ đuôi cho nó ra nhìn nó lạ mắt của chú anh chị mình ơi. Nhổng cái đuôi lên chơi. Nhổng đi lên chơi vậy đó. Đó, cái này thì 17 hoành giá 350 rồi chú anh chị. Giá 350.000, mã số 19. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số 20. Cái này là 17 hoành luôn chú anh chị. Này nói chung là cũng rõ nét nha chú anh chị mình ơi. Có bầu đuôi xung ra là giống gà quá ha. Gà trống á, đuôi quá đuôi luôn. Hoành 17 giá 350 chú anh chị mình ơi. 350.000, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 21 của chú anh chị.
Rồi, lên luôn. Đó. Nói chung hôm nay em lên mặt hàng đa số là rõ nét hết cho quý anh chị mình luôn ha. Chủ yếu là của chú anh chị mình yêu thích cái em nó là em nào thôi. Đó, cái này là 18 quành của chú anh chị, mã số 21 ha. Quành 18 quành, giá 600. Cái này nói chung là rõ nét đó của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. 60 ngàn quá gì. Rồi, em chuẩn bị lên một em siêu phẩm luôn cho mình đây. Siêu phẩm tay cành đẹp không chú anh chị? Con này ngoái đầu luôn. Tay cành ok luôn. Mã số 22 quành 19. Đó, xe xe đó. Quá đẹp không chú anh chị đây. Bộ chân nó đẹp nha chú anh chị. Mã số 22 quành 19, giá 700 của chú anh chị. Rồi, 700 ha. Nó mình vậy nó đẹp hơn nè. Không không à hả? Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã 23. Rồi, 23. Cái này quá chân luôn. Chân dư luôn. Cái này là cái con gì mà mình không hình dung ra được ha. Mã số 23 quành 19, giá 700 của chú anh chị. Quá xa đẹp. Quá xa đế, quá xa đẹp luôn. Nếu mà của chú anh chị mình mạnh tay mình tỉa ra thì nó ra chân cẳng lại đủ hết cho mình luôn ha. 700 ha. 700 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Thế hai mấy rồi? Số 23 đây. 24 đúng không? Rồi, lên 24 cặp luôn ha. 24 cặp luôn. Tay cành là kẹo trần. Tay cành ok luôn. Này của chú anh chị mình chốt cặp này về mình chơi là ok. Chân cẳng em nó cũng có đầy đủ cho mình luôn ha. Mã số 24 quành 15, giá 500 của chú anh chị. 2 cây. 2 cây. 500. 2 cây 500 bao ship. Cái bộ nặng của chú anh chị. Đó, nhưng con này là chân cẳng đầy đủ hết rồi chị mình ơi. Đó, con này nó bên đây nó bị thiếu một chân ha. Em thấy có hai chân cái gì mà. Hai chân mà nó nè. Chân bên đây thì nó có nhỏ xíu. Ừ. Đây có con nhỏ đây. Rồi 500 của chú anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi mã số 25. Quành to giá nhỏ. Cái này là mã số 25 quành 20 la 2. Quành 22 cái này em giao lưu giá mềm mại luôn. Giá chỉ có 450 thôi. 22 quành. 22 quành luôn. Giá 450 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 26 của anh chị là một em thú cưng. Cái này là dạng như thú cưng, này là được nuôi dưỡng trong trong nhà mà cái bằng nhà giàu của anh em đây. Phần 2 phần 19 ha, mã số 26. Nó bụng quá gì? Nó đang giỡn nè, cái đùi bự tổ nó ăn no bụng nè, nó dặm giỡn nó không có chú anh chị. Nó đọc không? Nè mấy anh đây có đuôi luôn nè anh chị. Đuôi luôn nè, thấy không? Nhìn đọc không? Đó, mà điều đó cái bụng ở đây nó ăn nó bóng lưỡng nè, sạch bóng không vậy ha. Giống nó đang nằm ngửa bụng. Nó đang nằm ngửa bụng, nó đang giỡn với chủ của chú anh chị mình đây. Cái đùi hết nói luôn ha, đùi trước đùi sau cũng vậy luôn. Mã số 26 quành 19 giá 700 của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 27. Rồi, 27 luôn. Cái này là 19 quành, giá 350 của chú anh chị. Đó, nói chung là chân cẳng nó đầy đủ luôn. Mà cái là nó đang làm viên làm giá gì nè, thấy không? Chân cẳng nó có đuôi luôn của chú anh chị. 19 quành. 19 quành, giá 350. Bao ship tận nhà. Rồi, em tiếp tục lên mã số 28. 8. 28 em này là giống như con này con gì ta? Con gì mà kỳ quá hả? Cái mặt con này cũng đẹp hả chứ chú anh chị? Nó đẹp không? Đẹp không chú anh chị? Mã số 28 bằng 18, giá 400 chú anh chị. Rồi, 400. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 29 luôn. Mã số 29 quành 23, giá 1 triệu. 23 quành luôn. Rồi, để đây. Chân cẳng ha. Chân cẳng đầy đủ luôn. Đuôi nè. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 29 đúng không? 29 đây. Rồi, 30. Rồi, 30. Một cặp luôn. Trời ơi, cặp này nặng quá. Chừng cống rống. Cặp này giá này ship chắc hết luôn quá. Đây, tay cành nè.
anh đặt hết trơn ha. Có hoa này chắc nhiều cánh mà rớt hết mé rồi ha. Mé mà vẫn còn 4 cánh. Đó, ở đâu? Mé mà còn 5 cánh chứ. 5 cánh luôn hả? À, ừ. Cái này là mã số 30 quanh 16, giá 550 của chú anh chị. Bao ship mình tới nơi luôn chú anh chị mình ơi. Rồi, để luôn nha. Nói chung đế là nó tương đối đẹp chị. Chân cẳng nó đều có hết á, mà có cái là con này nó hơi thiếu chân chút. Con này thì hai chân đàng hoàng nè. Con này thì hai chân đầy đủ luôn. Rồi, mặt bên đây cũng đẹp quá chú anh ha. Đây có chân nè. Rồi, xuống cây. Đây, xuống cây luôn. Rồi em lên mã số 31. Rồi, 31 lên luôn. Rồi, mã số 31, cái này á, là quanh 19. Đây, thân cành đây. Mã số 31, quanh 19, giá 500 cho anh chị. Để đây. Nói chung là chân cẳng nó đầy đủ chứ chị mình đây. Chân cẳng ok ha, có chứ là mình dư chân mình chỉnh lại, chỉnh sửa lại ha. Rồi, xuống cây luôn, 500. Rồi, 32, một cặp luôn chứ anh chị mình đây. 32 còn 16 giá 550 để luôn nó đấy là chục chân cẳng nó đầy đủ hết rồi đó anh chị, ok luôn ha. Rồi 550 giá 550 bao ship tới nhà luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mà em mã số 33. Rồi, tại cành đặt hết trơn ha. Tại cành đặt kẹo luôn. Rồi xuống đế nha. Mã số 33 quanh 18 chị, giá 500. Đó, cái này mình làm đế nó chưa tới thôi chứ cái này khai thác sâu cho nó đẹp lắm đó chị. Kéo em này xuống xíu nữa ok ha. Cảo xuống cái là ok liền. Rất đẹp lắm chị mình ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi 34 một cặp. Luôn. Cái mày nặng quá, mấy cặp này nặng quá, nặng luôn. Cần cái xích chỗ dự không hết tiền ha. Cặp 34 của chị, quanh 14. Quanh 14 làm đo cây nhỏ hả chú chị? Còn mấy nãy là đo cây bự. Đó, chân cẳng nào ok không? Chân cẳng xổm xổm luôn ha. Chân cẳng nào nói chung đầy đủ hết á. Rồi có cái là có bự, có nhỏ nha, có chân bự, chân nhỏ. Đó, giá 570 ngàn của chú chị. 570 2 cây luôn. 2 cây luôn. Giá thương luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em lên hai cái bonsai nữa là em kết thúc nha các chú chị. Mã số 35. Lập cái ta cành ngược lại ha. Ta cành này em làm vẽ cành nào các chú chị mình về dán thú mà chơi đúng bài cho chú chị. Đẹp nha. Đó cái này hoành 18 giá 350 các chú chị. Cây đẹp lắm các chú anh chị. Cái này ta cành trên nó nói chung nó cũng không có được vip lắm ha, mà em cắt luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi xuống cây luôn. 350 cái gì vậy? Rồi tiếp tục lên mã số 36 là cây này cũng là cây cuối clip em thôi chú chị. Đó cây này dáng thấy đẹp quá chú chị. Mình thú chân cẳng ngon lành đàng hoàng luôn ha. Chân trước nó hơi nhỏ xíu thôi. Nguyên chùm râu ở đây nè. Chùm râu luôn hả? Ờ có râu luôn. râu này râu 35 nè. Rồi quanh 14 giá 300 của chú chị. Bao ship mình tới nhà luôn. Rồi. Cây này cũng là cây cuối clip em ha. Cuối clip em thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú chị mình đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua ha. Thì tiếp tục cô chú anh chị mình vào xem clip mình xem ứng ý hợp nhãn cô chú anh chị mình alo cho em ha, chỉ cần alo cho em địa chỉ là em ship cây tới nhà cô chú anh chị. Rồi em kết thúc clip, em hẹn gặp lại cô chú anh chị mình clip sau ha.